giả bộ ngã tới ngã lui. Hay lắm, hay lắm. Nhưng mà nhớ nghe, cũng phải coi chừng nghe. Dạ. Tụi nó mưu mô xảo quyệt lắm á. Như chú thấy đó, hàng năm mà tới ngày dỗ cụ phó thì bà con mình ra mộ của cụ quét dọn sạch sẽ, sau đó mới trở vô lo cúng kiến. Nhưng mà ở đời mà, tụi nó biết vậy cho nên là tụi nó mới cho lính canh chừng. Mình mà không bảo vệ được ngôi mộ của cụ phó là mình có tội với dân với nước với Bác Hồ nghe. Sao không được anh? Dân cao lãnh mình mà. Cụ phó đối với dân cao lãnh mình là ân là nghĩa. Cụ đã trị biết bao người khỏi mang bệnh tật, đã dạy bao nhiêu người Lào sống tử nghĩa, đã đánh thức bao nhiêu người yêu nước chống thằng Tây đây. Mình phải ra mà bảo vệ ngôi mộ ha. Dạ. Chờ ngày thống nhất đất nước chứ. Dạ. Có chuyện gì vậy chị Sáu? Gì đó? Con nhạn thôi, nó lo cúng kiến đó. Gì quan trọng vậy chị? Có sai rượu không đây? Trời ơi chị, sao lúc nào cũng sai sai kỳ vậy? Năm ơi, thằng Nghĩa nó về. Thằng Nghĩa về. Cái gì ba? Thằng Nghĩa nó về con. Thằng Nghĩa nó gửi cái thơ này cho Dượng nè. Cô ra con coi coi nha. Dạ. Đọc con Năm. Nó viết gì vậy? Kính gửi Bác Năm, con được các cô chú cho về đây để mà lãnh đạo các phong trào và cùng với các bác các chú bảo vệ ngôi mộ cụ phó bản. Cháu mong gặp Bác Năm, chú Út và em Nhạn để nắm rõ tình hình và để bàn thêm kế hoạch. Cháu Năm Hiền. Ủa? Năm Hiền là ai vậy ba? Năm Hiền. Năm Hiền là bí danh của Nghĩa đó, tên mới của nó đó. Vậy sao nói nó đi tập kết rồi mà? Nó nói với tôi là cấp trên bố trí nó ở lại. À rồi. Gì vậy? Ngon lành rồi. Như vậy là kỳ này mình có sức mạnh rồi anh. Như vậy là mình có gốc có rễ rồi, mặc sức mà mình đâm chồi nảy mọc. Nhưng mà nó về đây chỗ đâu mà cho nó ẩn náu đây? À cái hầm của anh nó còn không? Còn. Hầm còn nguyên phải không? Còn nguyên. Nhưng bây giờ em trở về nhà. Em lo sửa soạn cái hầm để nó về có nơi cứu ẩn chứ. Coi chừng có nước nó tát nước lên nào. Dạ. Dạ. Chú, nhớ cẩn thận nha chú. Đây rồi, cho bay đi. Dương Nam ơi, thôi tôi về bến vậy. Rồi. Má về nha con. Dạ, con đưa má Sáu về nha. Đưa má Sáu về rồi về lo cúng kiếp nha. Dạ. Ba ơi. Thôi. Anh Hai về rồi. Ai? Anh Hai về. Thằng Tiền hả? Về đây làm chi? Ủa trời ơi, nó lớn ghê rồi, ba đâu rồi? Dạ tôi ba, con mới về ba. Chào ba. Ba đó. Dạ. Chào ba em. Dạ con chào ba. Không dám chào cô. Dạ thưa ba, hình như ba còn giận con hả ba? Cái hôm mà con nghe ba đau nặng con muốn về liền á, nhưng mà ba cứ nghĩ lại coi, trời ơi không có tiền sao về ba. Ở nơi xứ lạ quê người, dù con có thương ba cỡ nào con không có về được. Thôi ba cũng bỏ qua cho con. Ba, bây giờ mày có tiền rồi cho nên mày về quê có kẻ đưa người sách phải không? Dạ không phải ba. Dạ thưa ba, đây là Cẩm Tú là vợ con đó ba. Vợ mày? Dạ. Ôi, sao tao không biết? Lạ không? Ba. Dạ thưa ba. Dạ con. Dạ. Dạ thưa ba, ba biết hả ba? Dạ Cẩm Tú. Cẩm Tú là con của chủ vựa trái cây ở chợ Cầu Muối á ba. Giàu lắm. Tao không cần điều đó. Ta chỉ biết là mấy năm trước tao nằm liệt giường liệt chiếu, ta cho người gọi mày về 5 lần 7 lượt. Mày biết đó chứ. Mà mày đâu có chịu về. Coi tao sống chết ra làm sao. Cũng may là tao còn sống tới giờ này. Nếu không thì... Dạ thưa ba, thì nãy con cũng có nói gì. Mày ở Sài Gòn sung sướng, mày để con Nhạn một mình vất vả nuôi tao, trong khi mày lên xe xuống ngựa. Mày đâu biết là tao thương nhớ mày từng phút từng giây. Dạ, rồi bây giờ tự nhiên mày về, mày dắt theo một người mày nói là vợ mày. Lạ ha. Vợ mày tao cưới cho mày hồi nào mà tao biết. Thứ ba, thì con cũng nói là vợ con ở trên. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, tao chán lắm rồi. Mày hãy đi ngay để cho tao được yên ổn với con. Mày già, mày đâu
còn kể đi bồ mã ông bà. 6 năm nay tao tưởng tao mày chết bò chết bụi, để cho tao không xuống hổ làng xóm bà con. Dạ, ba thương con, ba bình tâm suy nghĩ lại. Con ra đi mà con đâu có làm gì tác hại ba. Chẳng qua con muốn vào đời bằng tự lập tiến thân. Mày chạy theo những người quên buồn quên khổ, để rồi chấp nhận làm những điều phản bội. Thuế thường cần mực thì đen, cần đèn thì sáng. Tao đã nhất định rồi, vợ chồng mày hãy đi đi. Mà tôi con mới về đây chưa có lỗi lầm gì, xin ba thương tình chấp nhận gì. Tôi sợ cô ăn cơm chắc rút trong ở Sài Gòn, lên xe xuống mưa quên rồi làm sao những nỗi ở nơi đây. Ba ơi, cơm trắng nước trong ở Sài Gòn cũng bắt nguồn từ lòng đất thân thương, từ ruộng vườn đầy phù sa nước. Thân con gái như cánh bèo nổi trôi giữa cơn sóng dồn giữa dòng. Con về đây là vì nghĩa thủy chung son sắc với anh tiền. Thân con rồi đây sẽ lớn lên như một nếu ba thương thì vợ chồng con có nơi ăn nhờ ngủ tựa, nếu ba chẳng hài lòng thì vợ chồng con đành sống cảnh gạo chợ nước sông. Ba ơi, đâu phải con thức giàu sang mà buộc chân anh tiền ở Sài Gòn do ba hờn ba tranh, cũng không phải vì anh tiền say mê nhan sắc mà từ bỏ đi. Dạ thưa ba, làm người mà ba, ai có một lần lầm lỗi. Con biết lỗi con rồi, không lẽ ba bỏ qua cho con không ba? Kê mà công người ta còn phải hơ lửa 5 lần 7 lượt, huống chi là con người hư rồi, đâu phải một ngày một bữa mà sửa được đâu mày. Dạ thưa ba, nếu như ba cho con cái là thành con hư thôi thì con cũng bằng lòng với cái số phận. Nhưng còn cẩm tú thì sao ba? Người ta vì thương con mà người ta bỏ cả gia đình để về nơi xứ lạ quê người này nè ba. Ba, sao ba có một chút gì thương xót ba? Ba nghĩ lại con, nhà mình thì trong ngoài đơn chiếc, ba già rồi đánh sao khỏi cái cảnh nay ốm mai đau. Còn em nhãn có chồng xa xứ, dầu thương ba nhiều thì vài tháng tới lui một hai lần. Ba, nhà người ta thì con đàn cháu vô lũ vui lắm ba, còn nhà mình nó thì sao trước quạnh yếu à ba. Vợ chồng con về đây là để khi mưa chiều nắng sớm, năm tháng được cận kề chăm sóc cho ba. Mấy năm nay mày không ở nhà, bây giờ tao nghe lời của mày nói sao mà nghe nó có vẻ gì không thật lắm. Không có ba, tại ba giận con. Thôi tao cũng cảm ơn mày, mày nghĩ đến tao. Nhưng mà mày khỏi săn sóc, bà con ở đây lo cho tao đầy đủ lắm. Cảm ơn nghe. Ba, hả? Tội nghiệp anh hai mà ba, ảnh mới về, ba hãy để cho ảnh. Con ơi, con đừng có lạc lòng. Ba mà nó còn không nghĩ tới, con thì ăn thua gì. Thôi con, được rồi, để cho nó đi đi. Nhưng mà anh biết lỗi rồi, ba nỡ nào. Bà đừng có đuổi ảnh nha ba, con gian ba mà ba. Anh hai, xin lỗi ba nói. Dạ ba, thôi giờ cái chuyện qua rồi ba bỏ rồi ba. Cả thì con cũng về đây thì ba vui vẻ cho ba tụi con vui vậy vui. Không lẽ... Dạ, dạ thưa ba, dạ con xin ba thương con. Dạ, dạ con là con dâu mới của ba. Dạ ba đừng có giận anh tiền nha ba. Ba ơi, ba, ông đại diện tới ba. Con đại diện tới ba. Anh hai à, xếp đồ vào trong đi. Đi chị hai, đi. Đi vào đi chị hai. Nha, nha. Sao mày đem vali nó vô trong kia vậy?
Đưa cho nó ra ngoài đường đi, cho nó đi đâu nó đi. Ở đây làm cái gì? Tao nói rồi ạ. Dạ. Ủa? Ông đại diện kiếm gì? Chào ông già 30. Dạ không, dạ mời ông đại diện ngồi uống nước. Có cái chuyện gì mà ông phải nóng nảy lao ông sầu? Hồi mấy đứa nhỏ ở trong nhà mà có cái gì đâu. Dạ mời ông ngồi. Dạ. Mà tôi thì không có rảnh rang ở đến đây để đứng với ngồi. Dạ. Tôi đến đây là để xin phép được xét nhà của ông. Biết bao nhiêu nhà bà con lân cận vì có tin tình báo cho hay là vị tổng vừa đột nhập về đây. Đối với các ông dù quen hay là cũng là chiếc cổng là chiếc minh để rồi bắt bơ khảo ca. Nếu như không có gì cổng gì ấy ngại sơn đêm qua còn lạ gì cái dân ở Hòa An này đã cùng theo cộng sản mấy chục năm nay. Họ theo cộng sản là để đuổi Nhật đến Tây, đem lại tự do độc lập, đem hòa bình hạnh phúc cho dân. Đó là nghĩa là ân. Là nghĩa là ân. Đúng là lý lẽ của ông già 30. Linh à. Dạ. Dạ thưa ông đại diện. Cái gì vậy? Có ngài quân trưởng cần gặp. Quân trưởng đến à? Dạ. Được rồi, chào tôi, ra đón ông đi. Ông làm việc vui như con bò. Như vậy nó cũng nào là cảnh sát, nào là một vụ đến nổ lính chìm đầy đường đầy xa. Thế mà giữ có cái ngôi mộ các ông giữ cũng không xong. Để cho cái đám dân tay không như vậy đó, mà nó sơn phết cái ngôi mộ lên, nó trang hoàng cái ngôi mộ lên, coi cũng như là nó sơn phết bả cha của nó không bằng. Dạ thưa với ông quân trưởng, dạ em thì cũng có dạ. Ông có biết hôm nay là cái ngày gì không? Dạ thưa với ông, dạ hôm nay là ngày 27 tháng 10. 27 tháng 10. Dạ. Ôi dạ. Hôm nay nhà có đám dỗ nó hỏi gì mà cúng quải được cái bộ dữ tợn quá vậy ông Năm? Dạ hôm nay là ngày dỗ ông già. Hả? Dỗ ông già. Dạ. Yeah. Ngộ ha. À, hình như là cái ngày 27 tháng 10 này nhiều ông già chết quá. Ông già nào vậy? À, có phải là ông phó bản thân sinh của ông Hồ Chí Minh không? Dạ cái đó ông quân trưởng hỏi bà con. Tôi không còn tôi thì tôi không cần hỏi ai hết. Mà tôi muốn ông dẹp ngay cái đám dỗ này đi. Cái bài bắt được qua mặt chính quyền. Tại sao lạ vậy? Đâu có ai có quyền ngăn cấm tôi cúng ông cúng bà. Cúng ông cúng bà. Dạ. Tôi đố ông đó. Để coi hôm nay ông có đám dỗ được hay không cho biết. Ông đại diện. Dạ. Tôi đã cho lính xuống dưới chùa Hòa Long rồi. Bây giờ thì ông á, đi ngay xuống dưới đi, để kết hợp cùng gia đình binh sĩ sang bằng cái ngôi mộ của phó bản cho tôi. Đi đi. Dạ cái đó là tôi phản đối. Cái gì? Phản đối. Dạ. Hay là ông đi tù. Đi đâu. Dạ. Trước khi sang bằng ngôi mộ, không đâu từng chơi cho năm này đưa về quân chúng tao. Đây đây đây, ông không có bắt bớ cái người vô tới vậy à? Anh làm kia. Cái gì mà mấy ông vô bắt bớ người ta? Anh là ai đây? Dạ, dạ đây là Phạm Minh Tiền, dạ là chồng của tôi. Còn cô? Lê Cẩm Tú, vợ tôi, con của chủ vựa trái cây ở chợ Cầu Muối. Cầu Muối. Cầu ông Lãnh. Cầu Kiệu, cầu gì tôi không cần biết. Qua mặt tôi hả? Con chó chỉ cần chạy ngang thôi, tôi nhìn tôi biết con chó đực con chó cái rồi. Ở bất hợp pháp là tôi được quyền hỏi giấy tờ. Giấy tờ anh đâu? Mà tôi làm gì mấy ông hỏi giấy tờ tôi? Đây là nhà tôi về. À, ngon ha. Ngon ha. Được. Dạ thú quân trưởng, nó không có sợ em. Anh dám chống lại chính quyền phải không? Đi đâu? Bất tất cả đưa về quận cho tao. Tôi phản đối việc làm sai trái của các ông. Tại sao các ông hành hung người già như vậy? Nè, các ông có biết dân tình người ta đang phẫn nộ không? Đừng làm hại đến chính thể quốc gia. Anh biết cái gì mà khoác lác ba qua? Anh có biết phép đi đường không?
Cảnh cốt đâu? Đưa xe đi. Còn con kia hả? Làm gì ra mắt la liên thế hả? Nhưng không có dùng này lát không xong một tên nữa đâu. Dạ, dạ chúng tôi là người ở Sài Gòn mới về đây. Xin các ông đừng hiểu lầm mà tội nghiệp cho người ngay. Nghe thời gian thì tôi cũng có quyền khả nghi. Vì ông ấy là người đã theo Cộng sản từ năm 30. Ông là người có uy tín nhất ở cái xã Hòa An. Tôi là con nhưng 6 năm rồi tôi ở thủ đô cũng biết nghĩa đàng. Các ông đừng dùng quy quyền hà hiếp kẻ thế cô. Ở thủ đô hả? Ở thủ đô về để muốn làm trời hả ông? Đứng nói chuyện với tôi mà bày đặt chống nạnh hả? Bỏ tay xuống được không? Đây là quyền của tôi. Dạ thưa quân trưởng, dạ xin phép quân trưởng cho em bắt hết tụi nó đem. Không cần. Dạ sao ạ? Cái người tôi cần bắt chỉ là năm trung thôi. Thế đi, tôi là chết mày á. Tôi ba. Mày nè ba. Dạ thưa đại quý. Cái gì? Ông đại quý, có cô dân đặc biệt của ngài ngôi chiến sĩ cần gặp đại quý. Được rồi, ra mời ông đi về quận liền cho tao. Dạ em nói rồi nhưng mà ông không chịu. Đang có chuyện, ông, đi. Ông đòi lại đây liền mà. Anh đi. Dạ. Xin chào ngài công dân. Sáng hôm nay gia đình mình đây đông đủ vui vẻ, tôi có vài lời tôi nói. Dạ kính thưa mọi người, dạ hai đứa nhỏ kia nó đâu vô đây tâm sự vậy? Ra ngoài chơi. Cái gì nhà của tôi mà mấy ông đuổi tôi? Ê tao tao mượn không được thôi. Đi đi. Để lên. Hồi vậy đi, người ta nó yêu cầu vậy thì nó lại yêu cầu của người ta. Kỳ cục. Còn già này nữa. Tôi lớn tuổi ngồi nghỉ khỏe. Dạ xin giới thiệu cho mọi người được biết. Đây là ngài Ngô. Tôi là Ngô Thành Thu, cố vấn đặc biệt của ngài Ngô chiến sĩ. Còn tôi, Đặng Như Tuấn, đại quý quận trưởng quận Cao Lãnh. Tôi đã nghe danh ngài từ lâu, nhưng hôm nay tôi mới hân hạnh được diện kiến cùng ngài. Dạ, dạ thưa ngài cố vấn. Dạ em là đại diện nổi tiếng nhất ở cái xã này. Tên tụi em lừng danh xã này. Hôm nay ngày đầu tiên em được gặp ngài cố vấn, xin phép cho em được bắt tay. Em nói gì với ngài cố vấn mẹ em run, em nói không nghe lời. Dạ. Trời ơi, ngài cố vấn đẹp trai. Tôi được lệnh của ngài Ngô chiến sĩ về đây gặp ngài tỉnh trưởng, nhưng người đi bận họp ở Cần Thơ chưa về. Vì việc cấp bách, tôi cần gặp ông quận trưởng để truyền đạt ý kiến của ngài Ngô chiến sĩ, rồi sau sẽ trình lên ngài tỉnh trưởng. Vâng, thưa ngài cố vấn, xin phép ngài cố vấn theo tôi đi về quận. Tôi phiền ông cho tôi gặp dân chúng tại đây, dân chúng của xã Hòa An, nhất là những bậc thâm nho và những người lớn tuổi ở rạch cái tôm này. Ông hiểu ý của tôi rồi chứ? Vâng, thưa ngài cố vấn, tôi đã hiểu. Ông đại diện. Dạ. Cho tất cả anh em binh sĩ tập hợp dân chúng về đây để nghe ngài cố vấn nói chuyện. Dạ, em xin nghe đây. Dạ, xin mời ngài cố vấn. Dạ, 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 ngài ngồi đây. À, bây giờ là lính đâu? Dạ. Bây giờ là anh em tập trung theo tôi nha. Dạ. Một số đi xuống sông dưới, còn một số đi lên sông trên, còn tôi vào sông giữa. Mình là kể như là mình mà cái gì đó luôn à, mà hát rồi lùa hát rồi hát rồi lùa không bài hát đi à, lùa vô đây. Dạ, thưa bác Năm, xin phép bác Năm cho cháu mượn đỡ cái sân nhà này để cho ngài cố vấn có dịp để nói chuyện cùng với đồng bào dân chúng ở trong cái làng mình nghe bác Năm. Dạ. Từ từ bà con cô bác từ từ một chút. Ngồi xuống. Nè, cái ông già này đi, sao không vô đây mà làm cái gì? Bây giờ thẳng ta đi chứ. Sao cúng quải rồi làm vậy rồi còn gì mồ mã ông bà nữa chứ? Chuyện cúng kiến là để sao cũng được, đâu có cái gì đâu. Nam mô tiên cổng mẹ cỡ ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ cỡ vô. Ông nội ơi, cái chỗ người ta đang họp ông nội. Cổng mẹ vô đây làm cái gì? Cổng bà đi về đi. Chỗ người ta họp mà cổng bà. Dạ thưa, dạ xong hết rồi. Dạ, dạ thưa tất cả bà con cô bác, hôm nay tôi xin trân trọng để giới thiệu cùng với tất cả bà con cô bác được biết
Đây là ngày cố vấn đặc biệt của phủ thủ tướng từ Sài Gòn xuống đây để gặp tất cả bà con cô bác ở đây, để bàn với tất cả bà con cô bác về một cái việc, mà cái việc mà các cần bàn đó là cái việc mà bà con cái gì? Nụ cười nói đi, nụ cười không có nội tâm. Dạ thưa tất cả bà con cô bác, về cái việc mà ngài cố vấn muốn truyền đạt lại ý kiến của Ngô Chí Sĩ đó bà con cô bác. Chí Sĩ hả? Dạ. Dạ thưa bác. Kính thưa bà con, Ngô Chí Sĩ là một bậc nhân từ đức độ, biết nghĩa biết nhân, người là hiếu tử của cụ Ngô Đình Khả. Ôi vậy ông quá. Kính thưa bà con, mà cụ ông Ngô Đình Khả là bạn chí thân của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, nhiều lần tranh quyền ở phương ở đây, xúc phạm đến phần mộ của cụ phó bản, Ngô Chí Sĩ không bằng lòng, cho nên cử tôi về đây gặp bà con, thưa với bà con là hãy lựa ngày lành tháng tốt để di tản hài cốt của cụ phó bản về cố đô Huế. Tại sao phải đưa hài cốt về Huế ạ? Dạ thưa bác Năm, vì Ngô Chí Sĩ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, người làm theo lời trăn trối của phụ thân. Ngô Chí Sĩ là một nhà yêu nước cách mạng, mà ông Hồ Chí Minh cũng là một nhà cách mạng yêu nước. Ngô Chí Sĩ là một nhà yêu nước cách mạng. Dạ ông cô vẫn nói nghe khó hiểu quá. Từ từ đi, khó hiểu rồi sẽ dễ hiểu, cái gì đâu mà cứ la hoài. Thưa bác Năm, kính thưa bà con, có gì đâu mà khó hiểu. Như bà con biết đó, theo hợp định Geneva đình chiến sau 2 năm thì tổng tỷ cử thống nhất nước nhà. Từ đây đến đó còn xa, nếu không di tản hài cốt của cụ phó bản về cố đô Huế thì Ngô Chí Sĩ không làm đúng theo lời trăn trối của cha. Hơn nữa, nếu để phần mộ của cụ phó bản ở đây sẽ tủi vong linh người quá cố, trong khi ông Hồ Chí Minh ở miền Bắc xa vời, dẫu thương cha nhiều nhưng không thể nào về thăm. Không lẽ cha có một chủ tịch nước mà mồ mả quan tàn? Ngô Chí Sĩ không bằng lòng như vậy, nên người muốn xin với bà con là người thay mặt cụ Hồ di tản hài cốt theo nghi lễ triều đình, xây lăng mộ của phó bản đàng hoàng giữa chốn đế kinh. Cụ phó bản là người trong sạch, đã từng quan vào đây làm thầy thuốc cứu đời. Cụ sống chúng tôi mấy chục năm rồi, phần mộ của người hãy để chúng tôi lo. Đúng rồi. Đến đây. Thôi mãi đâu không được. Kính thưa bà con, bà con nói vậy sao phải? Phàm là người mang ơn thì phải trả. Bà con nên nghĩ đến cụ phó bản chứ. Chẳng lẽ một người như cụ phó bản mà phần mộ lại tồi tệ như người dân bình thường sao? Bà con à, bà con nên nghĩ lòng tốt của ngài Ngô Chí Sĩ thế nào? Bà con nghĩ sao nè? Thế nào? Theo ý kiến của tôi á, thì phần mộ của cụ phó bản phải để tại đây để chúng tôi lo nè, phải không bà con? Đúng rồi. Rồi em nghe em đi đúng cái gì? Đúng ở đâu á thì tan đó để bà con tụi tôi lo, không phải đưa đi đâu hết trơn. Đúng rồi. Em hát được không? Em hát được không? Quân đội chắc cấp cho tôi cái này chắc đã nhét ở trong linh chơi vậy thôi, không biết nói chuyện gì hết trơn. Kêu nói thì nói toàn là cái chuyện gì bậy bạ không mà còn cái chút lúc người ta đang nói thì chạy đâu bảo rồi áp vô cái tiếng nói của người ta. Vì chú Tư này nói à, nói coi, kêu nói không chịu nói, anh Năm nó nói rồi coi, tôi không cho ông này nói nha, ông này nói nghịch lắm, chú Hai này nói nè, chú nói rồi, bây giờ theo cái ý của chú đó, bây giờ chú nói đi, chú có đồng ý theo cái kiểu như là cái ngài Ngô Chí Sĩ nói. Thưa bà con, tôi thấy việc làm của ông Ngô Chí Sĩ là việc làm vô cùng nhân đức, vì thế cho nên chúng tôi ủng hộ. Nè nè nè, cái thằng Hai gà, chỉ của mình mày thôi nha, chứ không có chúng tôi trong đó. Mày là cái thứ gì mà gọi là chúng tôi hả thằng Hai gà? Gà gì thì cậy mẹ tôi gà gì gà cậy cha tôi,
thì tôi thấy cái gì phải tôi nói theo thôi chứ làm gì dữ hả? Cái gì phải vậy? Mày biết sao phải? Cái gì phải? Bà con đừng nghe thằng hai rổ nè. Ngày không phải rổ, tại gà nó mổ. Đó. Tối ngày nó cắp độ gà đi gà mổ nó biết gì mà nói. Cái cha tôi sống đó. Là cắp độ gà còn ông tối ngày sai xỉn hoài. Sai có là sự khoái người ta. Kêu nói thì không chịu nói, mà tới chừng người ta nói cái nhảy vô họng người ta ngồi chồng hổm ở trong trọng á. Bởi vậy. Nói tiếp đi chú hai. Nói tiếp đi. Nói gì? Trời ơi cái dế sao cái phần mổ đó. Nói cho bà con. Hiểu. Dạ, tôi thấy cái việc mà đem mộ phần của ngài phó bản về cố đô Huế là tôi thấy cái việc đó hợp lòng dân, đúng hợp rồi. Ý trời. Dạ, tôi ủng hộ mà mọi người cũng ủng hộ, ai cũng ủng hộ. Nè, mày ủng hộ thì mày về mày đào mồ cuốc mã ông bà ông giải mày đem ra ngoài Huế đi. Còn mộ của cụ phó bản thì để đây cho dân chúng người ta chăm sóc. Đúng rồi. Sao cái lưng của tôi bữa nay nó ngứa hoài. Bây giờ sao? Bây giờ tôi có ý kiến như thế này nè. Bây giờ ai là người theo ý nguyện của Ngô Chí Sĩ mời bước sang một bên. Dạ em. Một. Đó. Mời anh. Dạ. Sao vậy? Người thứ hai, ai là người theo ý nguyện của Ngô Chí Sĩ? Mấy tôi em. Người thứ hai, tôi đứng sang một bên đây. Trời ơi mấy em. Còn ai nữa? Trời ơi mấy em mấy chú, cái vụ này phải mình nghe theo. Bởi vậy kêu ra mày. Mày nói phải không? Dạ. Mày bước qua kia cho tao nói chuyện. Dạ xin phép ông cố vấn cho tôi được hỏi đôi lời. Dạ thưa ông cố vấn, lúc Ngô Chí Sĩ còn là thượng thư bộ lại triều đình Huế, tại sao không nghĩ đến việc đưa hài cốt của cụ phó bản về Huế mà để cho tới bây giờ? Tại sao phải đưa hài cốt về Huế mà không để lại đây cho chúng tôi chăm sóc? Đúng không bà? Kính thưa bà con, vị cựu phó bản là cựu tri huyện Bình Khê, là bạn của thân sinh Ngô Chí Sĩ, nên cần phải được đưa về nghĩa trang dành riêng cho quan lại triều đình nhà Nguyễn. Theo tôi không phải vậy, mà đây là lúc đó còn thực dân Pháp, mà Ngô Chí Sĩ thì không có quyền, còn bây giờ ông là thủ tướng. Cho nên ông có đầy đủ quy quyền để bắt chúng tôi phải làm theo ý ông. Những chức cao lãnh xin thành thật trả lời, quyết giữ ngôi mộ của người là người còn sống. Đúng rồi. Vì chúng tôi biết đâu là cái nghĩa cái nhân, biết từng loại rau nào sâu nấy, biết hổ báo thì không thể sanh cừu, thì đừng lừa dối người bằng cách mặc áo màu hoa giấy. Xin đừng ai xúc phạm tình cảm thiêng liêng của dân cao lãnh và cụ phó bản đã gắn liền. Thưa tất cả bà con cô bác, đây tôi xin trân trọng để nói với bà con cô bác như thế này. Bà con cô bác đừng có vì tình nghĩa với ông phó bản mà giữ cái ngôi mộ đó. Đó chẳng qua tại vì ông Hồ Chí Minh là chủ tịch của một nước, rồi đây sẽ có một cuộc tổng tuyển cử mà các ông các bà để cái hy vọng sẽ. Nếu sau khi cuộc tổng tuyển cử ấy thành công thì các ông và các bà đây sẽ được trọng thưởng chứ. Xin các ông các bà đừng có nghĩ như vậy, lầm to rồi. Không bao giờ có cuộc tổng tuyển cử. Cái gì kì vậy? Bạo động hả? Tại sao nói hàm hồ cái gì? Xin lỗi bà con, chào chú quá lắm. Xin lỗi bà. Xin lỗi bà con. Dạ xin phép được trả lời bộ trưởng. Bà con cứ bình tĩnh, không có gì phải nói, cứ bình tĩnh. Dạ thưa ông bộ trưởng, viên cao lãnh đã kính trọng người từ khi người còn sống. Chúng tôi đã chăm sóc phần mộ của người dưới thời Tây chứ không phải đợi đến bây giờ. Nói cho ngay, hồi đó chúng tôi chưa biết ông Hồ Chí Minh là chủ tịch nước và là con của người. Chúng tôi kính trọng người là vì cái nghĩa cái nhân chứ không phải là vì cái danh cái lợi như các ông nghĩ. Không đúng phải. Rồi. Dạ đại quý, giờ lính mình chưa chạm xà beng vào ngôi mộ thì giờ dân chúng dọc sinh nó ra nó quậy quá trời đại quý. Thì lính của mình đâu? Dạ. Xuống đạn được. Dạ. À. Ông bộ trưởng, tại sao ông hành động theo kiểu rườm như vậy?
tại sao phải đào mộ? Tại sao ông làm trái ý của ngài Ngô Chí Sĩ? Dạ thưa ngài, tôi sẽ trình lên ngài Ngô Chí Sĩ, ông không khỏi đi tù đâu. Dạ kính thưa bà con, theo tôi nghĩ là bà con sẽ đồng tình với việc làm của ngài Ngô Chí Sĩ hơn là chứng kiến việc làm vô đạo đức của những người cầm quyền ở đây. Sao bà con, bà con chọn cách nào? Thế nào, chọn cách nào nào bà con? Dạ dạ con chọn cái cách ủng hộ ngài Ngô Chí Sĩ việc làm nhân đức. Tốt lắm. Dạ, dạ con tốt lắm bà. Dạ. tốt dạ. Tốt thưa bà con, nhân ngày 27 tháng 10 năm nay, tôi đề nghị với bà con là những người mang ơn của cụ phó bản hãy làm dỗ thật lớn, linh đình thật to, có thể là ta đốt pháo lên, để rồi sau đó sẽ di tản hài cốt của cụ phó bản về cố đô Huế, được không bà con? Ôi thôi bây giờ mình đi về. Đi về bà con, mình đi về làm nói cũng đúng đó. Nữa đi về. Tụi tôi biết cúng, tụi tôi biết dỗ, không phải ai dạy tôi hết. Không thằng nào con nào dạy tôi. Cha đã nhiều chuyện nhất á. Chào ông Năm. Dạ, dạ thưa với ngài cố vấn, đây là Năm Trung. Dạ. Từ lâu nghe tên của bác. Chào bác. Giang kỳ lịch, bắt kiến kỳ lịch. Còn ông đó, ông sẽ thấy hậu quả của việc ông làm. Ông Lâm, ông có nghe rõ chưa? Rồi đây ông sẽ gánh lấy tất cả những hậu quả. Và cái hậu quả này sẽ đổ trút lên đầu ông, sẽ đổ trút lên tất cả trên đầu của dân chúng ở xứ Hòa, để biết chưa? Những lời ông quận trưởng vừa nói. Đậu đức giả. Dương Năm ơi, Dương Năm mà bây giờ tính sao hả Dương Năm? Tụi nó không có bỏ qua cái chuyện này đâu Dương à. Chúng ta phải thật sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Trời ơi, bình tĩnh kiên nhẫn gì nữa Năm? Có kiên nhẫn gì nữa? Liệu mình có giữ nổi ngôi mộ không chứ? Nếu nó quyết tâm phá ngôi mộ này thì sao Dương Năm? Nếu chúng nó phá ngôi mộ, chúng ta không còn cách nào hơn là chúng ta phải dùng cả máu của mình. Thưa quý, ở đây giống con ma đó thưa quý. Ma? À. Ma đâu? Mộ của phó bản vậy. Gì mà mới có một đêm mà đất mới đâu nó bồi lên, bông qua tự nhiên mọc lên như nấm, làm như có ai trồng vậy. Trong khi lính gác canh gác của mình thì ngày đêm canh gác, vậy mà muốn lên mới lên à. Không biết đâu là lính của mình làm thì sao. Đừng nói giỡn chơi thưa quý, tội nghiệp tụi em thưa quý. À không, tôi nói đùa thôi. Dạ giỡn gì giỡn, đừng giỡn này thưa quý. À rồi à. Dạ chứ anh cũng thừa biết. Dạ. Cụ phó bản là người thầy thuốc lại rất nhân từ, ông đã cứu làng Hòa An này thoát khỏi bệnh dịch hồi năm 1928. Lâu. Trong đó biết đâu cũng có gia đình anh. Còn gia đình thiếu quý, gia đình tôi thì chắc rồi. Anh biết không, hồi đó ba tôi bị bệnh đậu mùa, má tôi nói lại là dạ. Chuyện gì thưa thiếu quý? Có ngài cố vấn và quân trưởng đến. Tất cả vào hàng. Chào. No.
Ông thấy tác hại của chuyện các ông làm chưa? Dạ thưa ngài cố vấn, đây chỉ là mới khởi đầu thôi, vì cuộc chiến còn đang tiếp diễn. Ta đừng có vì một cái thất bại nhỏ mà ta nghĩ rằng kết luận đây là một chuyện thất bại lớn và hoàn toàn thất bại. Nếu tiếp tục hành động thô bạo kiểu các ông thì không